chơi mình rồi. Anh uống đi. Chơi rồi. Uống một nhá. Chả đường Cuba đấy. Về nhà tôi uống này. Ngon đấy. Uống đi. Đấy, tập đi. Diễn đi. Để vào mất. Sạch. Hello. Đây này. À, chú ơi, con đó là họ định làm cà phê cho bà mình, nhưng mà tại biết là người Việt Nam biết là uống trà nhiều quá thì cho họ. Trà rất ngon ạ. Nhưng mà trong đàn có một người không uống rượu ạ. Chỉ cần nó lọc ạ. Rất ngon ạ. Rất ngon. Xin cảm ơn. Cháu không nhớ cái từ đấy bán tiếng Việt. Mật bột là màu nâu á. Ngọt ngọt. Không hả? Mật ong á. Bằng cái hay là xinh không? Lipton. Lipton là Lipton. Lipton. Tôi là em tìm từ đấy. Chả Lipton. Không có. Không có. Nhưng mà em quên. Quế. Quế. Chả quế.
Bueno, quería decir algo antes de finalizar. Ya el proveedor dio la introducción de que estamos muy contentos de tener este encuentro con ustedes y que estén junto con nosotros acá en el teatro, ver una pequeña muestra de lo que hacemos. Hay muchos espectáculos, no solo de marionetas, de distintas técnicas del teatro de Tigre. En enero cumplimos los 25 años afiliados y hay tigres de guantes, marionetas. Actuación en vivo hacemos también una serie de cosas dentro del mundo del teatro para los niños. Y el museo que vieron ahí arriba, bueno, dentro de las posibilidades de ellos, distintos países han venido y que pueda, si tienen una muestra, algún muñeco, algo, lo pueden aportar. Con mucho gusto lo ponemos, hemos traído ahora de Colombia, de México, que aún no están puestos, pero están aquí. Sí, tối của những nước khác là các bác đã được mang sự tập vâng của những bộ sưu tập đã được mang từ nước ngoài hoặc là những đoàn nước ngoài đã đến đây và để lại một cái công số thì cô bác muốn hỏi xem đoàn Việt Nam có công số nào hay là những biểu tượng nào của đoàn các đồng chí để lại ở phòng để sưu tập không ạ? En México conversamos con alguien que estaba de la compañía, no recuerdo la persona quién fue, y le expliqué que quería montar un número porque tenemos cosas españolas, mexicanas, colombianas, de distintos países, pero de Vietnam y de China no hay nada en la compañía.